Bài viết này của chuyên gia dưỡng sinh tổng hợp từ kênh Dân Phúc Khang Dưỡng Sinh Đường về những chức năng kỳ diệu xảy ra trong cơ thể sau khi lít đất 100 lần mỗi ngày đều đặn trong 3 tháng. Đối với nam giới, có một cơ thể khỏe mạnh hơn là điều ai cũng mong muốn mỗi ngày, nhưng để đạt được điều này thì sẽ không thể thiếu được việc đồng đội dục. Có thể có rất nhiều thanh niên xung quanh người chơi sẽ đến phòng đồng đội dục để cho cơ thể đổ mồ hôi vào dịp cuối tuần. Có rất nhiều loại trang bị dụng chi tiết thao phù hợp cho tất cả mọi người và có cả những huấn luyện viên chuyên nghiệp để lãnh đạo cách tập cho người chơi. Điều này thực sự bổ ích cho việc đồng đội dục một cách bài phiên bản. Tất nhiên, một số người lại chỉ quen với việc đồng đội dục trực tiếp tại nhà. Trong đó, có một số môn thể thao không bị hạn chế về môi trường, chẳng hạn như chống đẩy huyết đất. Động tác này có thể được thực hiện trong một sân chơi hoặc trong phòng khách ở nhà hay bất kỳ chỗ nào có không gian vừa với cơ thể người chơi. Đây được xem là một trong những cách đồng đội dục dễ chơi nhất, trong khi lợi ích của việc chống đẩy mang lại cho cơ thể ở mức tương đối cao. Vì vậy, hãy tập huyết đất 100 cái mỗi ngày và duy trì nó trong 3 tháng. Cơ thể sẽ có những đổi mới kỳ diệu mà chính người chơi cũng phải bất ngờ. 1. Cánh tay trở nên khỏe mạnh và săn chắc. Nhiều nam giới nghĩ rằng họ có cơ bắp khỏe mạnh và mong đợi phiên bản thân có thể cường tráng hơn nữa nhờ vào sức mạnh cánh tay. Điều này người chơi hoàn toàn có thể đạt được một kết quả tốt với sự giúp đỡ của động tác chống đẩy. Khi thực hiện động tác chống đẩy, người chơi có thể đoàn kết với mục tiêu tập tay của mình. Việc hạ xuống và nâng lên khi lít đất sẽ làm cho cánh tay sẽ đồng đội dục tốt hơn và người chơi sẽ nhìn thấy rõ ràng kết quả nếu trải qua thời gian tập luyện kéo dài, cánh tay ngày càng khỏe mạnh và các cơ bắp khai mạc nổi lên. Các huấn luyện viên thể dục luôn tin rằng, việc thực hiện 100 lần hít đất mỗi ngày là đủ để con trai rèn luyện cơ bắp cánh tay tốt nhất mà chưa cần đến cơ chế tập luyện phức hợp nào khác. 2. Dùng ngực nổi cơ và săn chắc, trắng kiện hơn. Đàn ông cũng hay hình dung ra rằng nếu cơ ngực lớn hơn, sẽ khiến họ trở nên nam tính hơn. Khi thực hiện bài tập chống đẩy, họ có thể tập đồng thời cho cơ ngực. Đây thực sự là trường hợp đặc biệt mà chỉ với bài tập chống đẩy, người chơi thế hệ có thể đạt được mục tiêu này, từ cơ bắp lỏng lẻo đến một cơ bắp săn chắc. Sau một thời gian tập, toàn bộ cơ ngực được bất biến tốt hơn và trông hấp dẫn hơn. 3. Định hình lại dốc dáng chuẩn hơn. Về mặt cơ chế bề ngoài mà nói, những người kém xuyên thực hiện động tác hít đất sẽ có dốc dáng thanh thoát và đẹp hơn. Theo như chúng ta hay nói là chuẩn form. Do đặc thù công việc, nhiều người sẽ phải ngồi làm việc suốt cả ngày, cơ thể bị sai tư thế, không chỉ làm cho cơ bắp hoạt động kém và người chơi còn có thể bị gù lưng, ảnh hưởng đến dốc dáng và hình ảnh. Nếu người chơi bền chí tập chống đẩy trong một khoảng thời gian, người chơi sẽ sớm nhận ra cơ thể mình trở nên đẹp hơn trông thấy. Nếu người chơi bận rộn, hãy thực hiện bài tập này vào buổi sáng và buổi tối, cho đến khi đạt 100 cái. Đây là tư thế rất tốt cho việc bất biến cơ thể. Bởi khi thực hiện động tác chống đẩy, toàn bộ cơ thể sẽ được kéo thẳng và đồng thời kéo dài lưng sẽ rõ ràng hơn với một cảm giác đồng đều và khỏe mạnh. Bạn sẽ có một cơ thể cực kỳ hấp dẫn, nam tính. 4. Thúc đẩy phổi hoạt động tốt và khỏe mạnh hơn. Nhiều người thừa nhận rằng khi họ khai mạc thực hiện các động tác chống đẩy, họ không thể làm nhiều lần cùng một lúc bởi vì sẽ có cảm giác nghẹt thở vào thời điểm này. Đây thực sự là trường hợp bình thường ở hầu hết mọi người. Nguyên nhân là gì? Với việc giảm dung tích phổi, nó sẽ ảnh hưởng đến số lần chống đẩy. Khi người chơi dần dần thích nghi với việc thực hiện các động tác chống đẩy và tăng dần số lượng, người chơi có thể thực hiện 10 lần so với những lần trước và thực hiện tăng dần lên thành 30 cái. Khi người chơi tập quen dần, người chơi sẽ cảm thấy hơi thở trở nên trơn tru hơn và dung tích phổi được cải thiện đáng kể. Lúc đó, có lẽ sẽ không có cảm giác khó khăn khi hít thở nữa, việc hít đất cũng trở nên dễ dàng hơn. 5. Cải thiện năng lực miễn dịch của cơ thể. Bất kỳ bài tập nào cũng có thể cải thiện năng lực miễn dịch và bền chí thực hiện bài tập chống đẩy chính là một ví dụ điển hình. Chống đẩy vốn là một loại bài tập aerobic lành mạnh, bài tập chống đẩy có thể rèn luyện cơ thể, để cơ thể được vận hành thuận lợi, việc bàn bạc chất diễn ra tốt từ trong ra ngoài. Thể lực của người chơi cũng đã tăng lên, và người chơi sẽ thấy rằng cơ thể của người chơi tràn đầy năng lượng hơn.
Đặc biệt khi người chơi thích nghi với việc hít đất 100 cái mỗi ngày, người chơi sẽ thấy năng lực miễn dịch của cơ thể cao hơn nhiều so với trước đây. Làm sao để tập hít đất một cách hiệu quả nhất? Chúng ta nhìn vào những động tác chống đẩy thấy có vẻ dễ chơi, nhưng trong thực tế thì không phải ai cũng có thể thực hiện 100 lần trong một ngày theo cơ chế tăng dần. Nếu người chơi chưa từng bao giờ tập hít đất, rất khó để người chơi thực hiện dù động tác rất dễ chơi. Nhưng lời khuyên dành cho người chơi là nên khai mạc từ 10 cái, sau đó tăng dần lên đến 30 cái, tiếp tục chia đều lần lượt thực hiện trong ngày. Ở giai đoạn đầu, tốt nhất nên tập thành 10 lần, đồng đội dục và thực hiện 5 nhóm mỗi ngày. Khi cơ thể thích nghi với quy trình như vậy, sau đó hãy thực hiện 5 lần, mỗi lần 20 cái. Nếu cơ thể không thể chịu đựng được, người chơi có cảm giác nghẹt thở hoặc thở hổn hển, tốt nhất là dừng lại ngay lập tức để nghỉ ngơi, xem lại nguyên tắc tập luyện của mình có đúng hay chưa hoặc cơ thể có vấn đề gì bất kém hay không. Chúng ta cần ý thức được rằng, bài tập chống đẩy tuy dễ chơi nhưng lại rất tốt cho sức khỏe. Làm 100 lần mỗi ngày trong 3 tháng. Những lợi ích này sẽ xuất hiện một cách lặng lẽ. Nếu người chơi thích thể thao, người chơi có thể thực hiện nhiều động tác chống đẩy khác nhau. Thật dễ chơi, dễ dàng và không bị gắn bó bởi thời gian và điều kiện cơ sở vật chất. Một động tác thể dục giúp cải thiện hoàn toàn cơ thể của người chơi, tại sao không sớm làm điều đó? Nguồn hình thông